Đây là 2 kg bánh chuối mình đã nướng trong vòng 80 phút với nhiệt độ là 165 độ. Thì bánh nó vàng nè. Mặt bánh đã vàng. Và cái chuối mình lót trên mặt nó cũng có cái ngã màu tím tím nè. Bây giờ là mình sẽ lấy cái bánh này ra khỏi khuôn và mình để lên cái khay rác cho nó nguội. Mình lấy dao mình để ngay chỗ cái thanh này để cho cái chuối mình nó dễ rớt ra rơi dễ lấy ra khỏi khuôn. Đây là cái thành phẩm mình đã lấy ra khỏi khuôn, bây giờ là mình sẽ để lên những cái khay rác như thế này này để cho nó thoát hơi và nó nguội. Sau khi mà nó nguội xong á thì mình sẽ bỏ vào trong những cái hộp này. Cái hộp này là mình mua size nó hơi nhỏ. Nếu với khuôn này là mình mua size nó lớn hơn một xí, mình có thể bỏ nguyên một cái bánh ở trong cái hộp này hoặc là mình cắt nó ra rồi mình mới bỏ vào. Thì tùy vào cái nhu cầu khách hàng của mình. Thì bây giờ là mình sẽ cắt thử một cái ra nè. Mình cắt thử một cái ra. Đó, đây là bên trong mặt bánh của mình nè. Bánh của mình nó sẽ ăn nó sẽ dai và dẻo hơn khi là mình bảo quản trong tủ lúc mà mình bảo quản trong tủ lạnh. Đây này, vừa chuối và vừa bột và nó có cả dưa nữa. Và khi mà mình cắt xong á, mình có thể cho vào những cái hộp này. Hoặc là mình dùng những cái hộp nó lớn hơn. Và mình bỏ nguyên cái vào. Đó, mình sẽ bỏ vào những cái hộp này nè. Mình sẽ đóng nắp lại. Mình sẽ khi mà mình bán á, thì là mình sẽ bán theo theo set như thế này là mình cân lên. Ví dụ là mình cân lên với khối lượng cái hộp là khoảng 300 gram, 400 gram hay là 500 gram. Và khi mình cho bánh vào trong cái hộp, mình có thể dùng những cái dây ri băng như thế này nè. Mình buộc cái hộp lại để mình trang trí cái hộp cho nó đẹp hơn. Đây nè. Đó, mình sẽ trang trí trên những cái hộp như thế này. Đây là cách đóng gói của bánh chuối. Như vậy là cái phần hướng dẫn làm bánh chuối, cách làm bánh chuối nướng bơ của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Chúc anh chị và các bạn thành công.